Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Trong video trước mình có chia sẻ các bạn cái cách thứ nhất, đó là cái cách cài Windows 10 2004 bằng cái USB. Là cái video mới nhất trong năm 2020 này mình làm để chia sẻ các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn cái cách thứ hai để cài cái Windows 10 2004 này, đó là chúng ta sẽ cài bằng cái ổ cứng các bạn nhé, không cần phải USB hoặc đĩa DVD gì hết. Cho nên nếu như bạn nào không có USB hoặc là đĩa DVD thì các bạn không cần phải lo các bạn nhé. Ok, chúng ta vô luôn các bạn nhé. Rồi, thì để cài được cái Windows 10 trực tiếp bằng ổ cứng giống như cái cách mà các bạn thường thấy mình hay làm á, thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình đầu tiên là một cái file ISO Windows 10 cái bản 2004. Thì cũng như trong video trước mình đã chuẩn bị sẵn và mình để trên ổ cứng mình như thế này rồi. Và trong video trước ấy, mình có để lại các link tải ở dưới cái mô tả video. Các bạn chưa có, các bạn cứ lấy, các bạn tải về, các bạn xài nhé. Rồi, sau khi các bạn đã có được cái file ISO Windows 10 2004 thế này rồi, các bạn sẽ làm như sau này. Chúng ta đang ở trên Windows 10 thế này ấy, thì các bạn chỉ cần là click đúp vào, nó sẽ mở ra như thế này. Các bạn copy cho mình cái thư mục suộc này, copy thư mục suộc này, copy ấy. Đó, copy nó. Rồi các bạn copy nó vào cái ổ cứng của bạn. Các bạn nhớ là đừng copy lên ổ C nhá, bởi vì ổ C ấy, chúng ta cài Win là nó sẽ xóa đi hết và nó sẽ làm lỗi cái bộ cài. Các bạn copy lên ổ D, ổ E, ổ F đó tùy các bạn, miễn làm sao đừng copy lên ổ C là được nha. Rồi mình copy lên ổ D và mình paste nó vào đây. Và các bạn hãy nhớ cho mình một điều nữa, đó là nếu như mà máy các bạn mà có một cái ổ để chuyên cài cái Win ấy, thì các bạn cũng đừng có chép lên cái ổ đó nha. Miễn làm sao các bạn chép cái bộ chuột này đừng có dính dáng đến cái ổ mà chúng ta cài Win là được. Cho nên đến lát chúng ta làm cái việc mà format ổ cứng hoặc là delete những cái phân vùng đó thì nó sẽ bị mất cái bộ cài, thì nó sẽ không cài được đâu, nhớ nha. Rồi, sau khi mà các bạn copy xong thì các bạn thấy là chúng ta có cái thư mục chuột nằm bên ngoài ổ cứng thế này đúng không? Thì để cho được dễ dàng ấy, các bạn hãy thay đổi tên cho cái thư mục này. Thì mình sẽ đổi tên cho nó là số 10 đi. Đó, mình đổi tên là số 10 thế này. Đây các bạn, đổi tên là số 10 thế này. Đó, để cho được dễ dàng. Thì các bạn thấy là ở trong đây nó chứa tất cả cái bộ cài của Windows 10 các bạn 2004 trong đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là cài Win các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi động máy lại. Các bạn sẽ khởi động máy lại bằng cách như sau. Các bạn chọn nút Restart đây này. Và các bạn giữ cho mình phím Shift và cho bàn phím nha. Giữ phím Shift cho bàn phím và ấn Restart. Thì nó sẽ ra được cái giao diện thế này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là Troubleshoot đây này. Và các bạn chọn cho mình vào phần Advanced Option. Các bạn chọn tiếp cho mình vào cái phần là Command ROM. Rồi, sau khi mà nó khởi động máy lại, nó sẽ lên cái màn hình Command ROM thế này này. Thì các bạn sẽ chọn cái user của chúng ta. Đây. Rồi, nếu như cái user các bạn có password thì các bạn nhập vào, còn không có các bạn nhấn continue nhé. Nó sẽ ra được cái bảng Command ROM thế này. Thì bây giờ đầu tiên các bạn sẽ di chuyển nó vào trong cái phân vùng mà các bạn lúc nãy đã chép cái thư mục suộc ra đó. Thì lúc nãy mình chép cái thư mục suộc ra ở ổ D, cho nên mình sẽ cho nó là D2. Và Enter. Thì nếu như các bạn mà chép ra những cái ổ khác ấy, thì các bạn dùng cái ký tự tương đương với lại cái ổ các bạn. Ví dụ các bạn chép lên ổ E thì bạn chọn là E2, đúng không? F thì F2. Ở đây mình là D cho nên mình chọn là D2. Sau đó các bạn gõ cho mình cái lệnh là DIR thế này, nhấn Enter. Rồi thì các bạn thấy là ở đây mình đang có cái thư mục số 10 nằm đây này. Vậy là đúng rồi, đúng là cái ổ này rồi. Bây giờ mình sẽ gõ cái lệnh là CD số 10. Có nghĩa là chúng ta sẽ truy cập vào thư mục số 10. Enter. Đó, các bạn thấy dấu nhắc như này là đúng rồi. Các bạn gõ cái lệnh là Setup và nhấn Enter. Thì lập tức nó sẽ gọi cái bộ cài Windows 10 lên. Đó, để cho chúng ta tiến hành là cài cái Windows 10. Thì khi mà cài bằng cái lệnh này các bạn thấy là cái logo của cái Setup này nó mờ cầm thế này, nó không có bình thường. Nó không được bình thường như là bạn cài bằng USB. Nhưng mà không sao, kẻ mặc xác nó đi, chả liên quan gì cả. Các bạn đừng có sợ gì hết nha. Miễn sao ta cài được thôi. Đường nào cũng về La Mã, cho nên các bạn đi đường mòn hay đường lộ hay đường nào cũng vậy mà thôi. Không nhất thiết phải là đúng theo cái logo của nó làm gì hết, vô là được. Rồi, nhấn next. Chọn I don't have a key. Chọn phiên bản, thì đây mình chọn Windows 10 Pro. Luôn luôn chọn Windows 10 Pro để được sử dụng đầy đủ những tính năng của nó các bạn nha. Next. I accept. Next. Advanced. Rồi, tới đây tiếp tục. Thì mình đang xài hai ổ cứng, một ổ SSD để chỉ cài Win và phần mềm thôi, còn một ổ HDD thì chỉ để trữ liệu. Cho nên bây giờ mình cài Win á, mình không sợ bị mất dữ liệu gì hết. Thì mình sẽ tiến hành là xóa đi tất cả những cái phân vùng nhỏ nhỏ ở trên cái ổ SSD của mình, để cho nó trở về thành một cái phân vùng duy nhất, giống như lúc chúng ta mới mua ổ cứng vậy đó, để cho được sạch sẽ. Còn nếu như mà bạn mà đang sử dụng một cái ổ cứng lớn, bạn phân vùng ra một cái phân vùng để cài Win, thì bạn không có làm cái việc này, mà bạn chỉ việc là chọn cái phân vùng đó và bạn chọn format, sau đó bạn nhấn next cho nó cài lên thôi. Thì ở đây cái ổ SSD của mình nó tên là Drive 0 này, cho nên bây giờ mình sẽ delete đi tất cả những cái phân vùng bắt đầu bằng Drive 0. Đây các bạn nhìn này, Drive 0 mình sẽ delete hết đó, để cho nó trở về thành một cái phân vùng duy nhất, giống như là lúc mà mình mới mua ổ cứng. Bạn thấy không? Delete hết nha. Đó, bây giờ bạn thấy là cái ổ này, Drive 0 của mình này, nó giống như cái ổ lúc mới mua vậy đó. Và cái chỗ này ấy, bạn phải chọn cho đúng nha. Bút xa gà chết, bạn mà chọn sai mất dữ liệu ráng chịu nha. Bắt buộc chỗ này phải chọn cho bằng chính xác. Đó. Còn đây là cái ổ HDD của mình này, Drive 1 này là HDD của mình. Mình chia hai phân vùng để mình chia dữ liệu. Mình không có delete, không format, không đụng chạm với nó hết. Dữ liệu mình còn nguyên. Nếu các bạn cứ làm theo đúng cái trình tự mình làm đây, không bao giờ mất dữ liệu bạn nha. Rồi, mình chọn cái ổ SSD và mình nhấn Next. Rồi, nó sẽ cài. Và cái việc còn lại bây giờ là ngồi rung đùi thôi các bạn ơi. Ngồi rung đùi chờ nó cài, đến khi cài xong thì chúng ta kiểm tra lại. Ok, các bạn chờ xíu nha. Rồi, đến đây thì chúng ta tiếp tục chọn quốc gia các bạn nha. Thì chúng ta hãy chọn cái quốc gia Việt Nam, để cho cái việc mà đồng bộ lịch cũng như là đồng hồ này kia nó được dễ dàng các bạn nha. Rồi, yes. Cái phần chọn bàn phím này, keyboard layout, thì các bạn hãy chọn cho mình cái bàn phím là US International này. Yes. Rồi, cái keyboard layout thứ hai chúng ta skip đi. Rồi cái bước này các bạn chọn cái nhà nhé. Next này. Các bạn chọn cho mình là offline account. Các bạn chọn là limit experience. Và các bạn cho tên một cái user đây. Các bạn muốn cho tên gì cũng được. Mình thì cứ thích hay đặt tên giống như tên máy của mình. Ví dụ mình đang xài máy MSI thì mình đặt là MSI. Đấy, cho nó dễ. Rồi next. Password các bạn thích thì cho vào, không thích thì bấm next bỏ qua. Tất cả những cái này các bạn tắt hết đi, để cho nó khỏi phải trải qua những cái bước cài đặt của những cái này, nó khỏi lâu la, khỏi rối rắm lung tung. Và tất cả những cái bước này các bạn đều có thể mở lại được khi mà các bạn đã vào Windows nha. Rồi accept. No cái này các bạn nha. Rồi, chúng ta chờ một tí nữa thôi là vào Win rồi các bạn. Ok các bạn, vậy là nó đã cài xong và nó vừa vào Win rồi các bạn. Các bạn thấy không? Rồi, chúng ta chờ một tí để cho nó nhận cái driver các bạn nha. Rồi, thì các bạn thấy này, có một cái điều rất là sướng ở trên cái bản Windows 10 2004 này. Đó là nếu như các bạn sử dụng những con CPU từ thế hệ thứ 8 và thứ 9 trở lên của hãng Intel đó, thì khi các bạn cài xong nó sẽ nhận đầy đủ driver cho các bạn luôn. Các bạn không cần phải cài gì hết. Giống như ở đây mình đang xài cái cấu hình như thế này. Đây bạn nhìn này, i3 91F, RAM 16GB. Và bạn thấy này, đây là Windows 10 Pro 64 bit, bản 2004 ha. Đó, rất là ok. Và các bạn nhìn cái driver này. Đây các bạn, driver nhận đầy đủ hết, không thiếu thốn một cái gì. Ngay cả card rời của Nvidia nhận luôn. Đó, thấy không? Rất là sướng, rất là đã nha. Đó, này, Nvidia Control này. Đó, đấy, bạn thấy không? Rất là ngon luôn. Bởi vì khi các bạn cài Windows xong á, là nó đã nhận sẵn các mạng rồi, cho nên nó sẽ tiến hành là nó tự động nó tải driver về cho mình. Lúc nãy mình vừa mới vào Win, các bạn thấy là nó chớp màn hình một cái, đó là nó đang nhận cái driver cạc hình. Đó, thì mình chờ nó nhận xong hết rồi mình mới tiếp tục mình quay cho các bạn xem. Chứ không thôi là nó đang nhận thì nó cứ chớp nhảy lung tung cả. Bây giờ đã nhận đầy đủ hết rồi. Nó nhận cũng rất là nhanh các bạn, trong vòng tầm khoảng 1-2 phút là xong ngay, chứ không có lâu lắm đâu. Đó, thì đây là mình cài ở trên cái máy thật các bạn nhé, chứ không phải là máy ảo. Đó, mình cài trên máy thật chứ không phải máy ảo, để mình cho các bạn có một cái sự trải nghiệm chân thật nhất. Chứ không thôi ấy, cài máy ảo thì cũng được, nhưng mà máy ảo chúng ta chỉ làm với một cái mà chúng ta gọi là mô phỏng, là ví dụ thôi, chứ còn không thể nào mà có cái chân thật được. Khi các bạn sử dụng máy ảo á, có thể các bạn cài trên máy ảo thì nó ok, nhưng mà có thể là khi mà bạn cài lại trên máy thật thì nó lại bị lỗi. Đó, cho nên chính vì cái điều đó mình muốn là tất cả những cái video mình cài Win mình đều cài trên máy thật, để cho các bạn có được cái sự trải nghiệm chân thật nhất. Khi các bạn áp dụng lên cái máy của bạn thì nó không bị lỗi và nó ok hết các bạn nha. Rồi, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái cách thứ hai trong cái việc cài lại Windows 10 bản 2004 mới nhất trong năm 2020 này. Đó là chúng ta cài bằng cái ổ cứng, không cần USB hoặc đĩa DVD gì hết. Thì mình hy vọng rằng cái video này sẽ giúp các bạn nha. Cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.